cho các bạn. Sau đây tôi sẽ giới thiệu đến các bạn dao khóa, dao xếp có móc khóa Yato IT76050, sản phẩm của Yato Việt Nam, nhập khẩu trực tiếp từ Yato Ba Lan. Dao có móc khóa để móc vào cặp quần hoặc là móc vào chìa khóa, rất tiện lợi cho việc đi du lịch, đi ra ngoại, bỏ túi. Móc có thể móc vào cặp quần. Sản phẩm có mã là IT76050, được làm từ thép chống gi, bảo hành 12 tháng. Cảm ơn bạn đã theo dõi.